Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cập nhật lại vườn táo tại du lịch sinh thái Tiên Định nha các bạn. Này mình quay điện thoại lên trên, táo cho nó cao ha, khỏi đầu cho nó quay. Cái dàn táo thì nó cao khỏi đầu, quay lên thì nó hơi mờ nha các bạn. Hơi mờ nhưng mà trái rất là sai nè. Mùa này mùa mưa, cũng là mùa táo ở miền Nam nha các bạn. Mùa táo miền Nam nhưng mà mùa này thì táo bệnh rất là nhiều ha. Mình phải xịt thường xuyên, xịt định kỳ thì mới giữ lại được trái nhiều ha. Bệnh thường thường là cái bệnh mưa xuống là nó sẽ có cái bệnh thắng thư với bệnh thắng trắng. Thắng trắng thì nó phát triển sớm hơn, nó ở cái giai đoạn trái nhỏ là nó đã bị rồi ha. Nhưng mà thắng thư thì nó sẽ phát tán bệnh từ lúc nhỏ cho tới lớn. Tới lớn như thế này vẫn còn bệnh ha. Nên nó bị thối trái nè các bạn. Bệnh này nếu mà mưa kéo dài thì nó sẽ lây rất là nhanh và nó lan hết vườn luôn ha. Cho nên chúng ta cần phải xịt triệt để và xịt định kỳ cũng như là thay phiên thuốc ha. Không có xịt một thứ nha các bạn. Xịt một thứ thì nó dễ bị kháng thuốc, nó không có hết bệnh. Và xịt thật là kỹ nha các bạn. 2-3 ngày là chúng ta, xin lỗi, 4-5 ngày là chúng ta phải xịt dập lại ha. Trái rất là sai ha. Mùa này là mùa táo ha, mùa chín của táo. Miền Bắc thì giai đoạn này thì mới có ra hoa nha các bạn. Nhưng mà miền Nam thì mình xử lý sớm, mình cưa táo sớm, xử lý sớm thì nó sẽ ra hoa và đậu trái sớm. Hầu như là chúng ta làm được quanh năm. Miền Nam thì làm được quanh năm, cứ thu hoạch xong rồi chúng ta cưa. Cưa xong mà khoảng 2 tháng sau nó sẽ lên tược, lên chồi, lên cành đó. Nó cái cành nó vừa cao khoảng mét mấy là bắt đầu ra bông ha. Cũng không có cần phải xử lý nhiều, nó vẫn ra hoa và đậu trái liên tục. Nhưng mà chúng ta phải đặc biệt là phải ngừa được bệnh ha. Bệnh thì nhất là bệnh thắng thư, bệnh phấn trắng thì nó lây rất là nhanh. Đây hiện tại vườn mình cũng đang bị nè. Đó, nó bị đen trái nè, bị thối trái ha. Nhưng mà tỷ lệ trái trên cây thì còn cũng rất là nhiều. Không cần phải đi lạc bỏ. Nhưng mà phải xịt nha các bạn, không xịt là nó lan hết vườn, trái nhỏ, trái lớn gì nó cũng đều đều bị ha, chứ không phải tới lớn như thế này mà nó hết nha. Nó hiện tại thì trái đang còn trên cây rất là nhiều ha, trái rất là to luôn nha các bạn, không phải nhỏ ha, trái to, trái đã lớn rồi. Táo đại thì cái trái nó to lắm mới thu hoạch ha. Hiện tại thì trái nó bằng ngón chân cái hết đó các bạn, ngón chân cái nhưng mà còn rất là non ha. Trái nó to bằng cái ly nước trà, bằng cái chén luôn ha. Có cái trái to thì bằng cái chén nước mắm luôn ha. Lúc này là phải xịt thường xuyên cái thằng ruồi vàng nha các bạn. Trị ruồi vàng thì có nhiều loại thuốc, chúng ta nên trị ha, diệt chứ không nên dẫn dụ ha. Có nhiều loại thuốc dẫn dụ nó vào, nó nghe mùi á, nó sẽ vào trong cái ống thuốc á, thì đó là nó dẫn dụ. Không nên dùng cái biện pháp dẫn dụ ha, mà nên dùng cái biện pháp xịt triệt tiêu ha các bạn. Xịt thì ở đây mình có thể là xịt sâu cũng được, xịt sâu bằng sirin hoặc là sirut, bởi vì táo lúc này trái nó cũng đã lớn hết rồi. Do đó chúng ta xịt nó cũng an toàn, không có sợ bị rụng trái ha. Trái non á nó bị khô, thuốc nóng quá nó làm khô. Thì cái giai đoạn này xịt cũng an toàn, bởi vì trái nó đã to lớn như thế này rồi. Do đó chúng ta xịt nó cũng an toàn ha. Sirin, sirut thì xịt thì nó sẽ diệt hết, sẽ diệt sâu luôn ha. Nó giúp mình diệt sâu, diệt ruồi vàng và thay đổi thường xuyên các bạn. Đợt này xịt sirin, đợt sau xịt sirut hoặc là một số loại thuốc trị ruồi vàng trên thị trường bán rất là nhiều. Thì
chủ yếu là các bạn mua xịt thuốc nào mà diệt chết thì mua diệt cho mình ha, chứ không có dùng thuốc dẫn dụ. Bởi vì khi dẫn dụ vào trong vườn thì nó kéo các vườn khác lại, và trước khi mà nó lọt vào bẫy thì nó cũng đã chích, làm ảnh hưởng cái vườn của mình ha. Do đó không nên sử dụng thuốc dẫn dụ. Còn xịt bệnh á, thì đa số ở đây mình xịt Anvin. Anvin thì nó mắc tiền nhưng mà nó hiệu quả nó cao ha. Anvin, cử này xài Anvin thì cử sau mình sử dụng Ridomin, cũng thay đổi thường xuyên ha. Và Mancozeb thì đa số là sử dụng ba thằng đó là chính ha, cứ thay đổi luân phiên ha. Táo thì chỉ có cái bệnh tháng thư với bệnh phấn trắng là khó trị thôi ha. Mà biết thì chúng ta ngừa xịt định kỳ thì nó cũng hạn chế, không có bị nhiều, có thể là một vài trái, số ít lượng ít thôi ha các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về những cái bệnh cũng như là trị ruồi vàng trên cây táo ha. Thì để mà cho trái được sai như thế này thì mình phải cưa cành ha, dùng biện pháp đốn đau thôi. Cưa sau khi thu hoạch trái xong mình cưa thì khoảng hơn 1 tháng đến 2 tháng thì chúng ta sẽ xịt thằng Atunit. Xịt Atunit thì nó sẽ ra hoa rất là sai ha, ra hoa đậu trái rất là sai. Hôm trước là do quá mưa liên tục ngày này qua ngày kia luôn. Do đó cái bệnh nó lây rất là nhanh nè các bạn. Đó. Trái to như thế này mà bị hư nè. Thời điểm này nắng nóng thì cũng đỡ nha, cái bệnh nó cũng dừng lại, sững lại. Và chúng ta cũng xịt thuốc ngừa, thành ra cái bệnh nó sẽ đứng lại được. Còn mưa thường xuyên, ngày nào cũng mưa thì chúng ta xịt nó cũng phát bệnh đó các bạn. Và nó lây rất là nhanh nha. Do đó chúng ta phải trước khi mà phát bệnh chúng ta phải ngừa nha, chứ còn đợi tới bệnh mà xịt trị bệnh thì cái khả năng mà lây lan á nó nhanh lắm nha. Quay cái điện thoại lên cho đó hơi khó nhìn thấy các bạn, quá trái rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.